xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mọi người có thể nghe thấy tiếng gió nó ù ù kẹt kẹt trên kia, vì gió hiện tại đây rất là lớn. Rất là xin lỗi các bạn, nếu như mà để các bạn phải thấy cái hình ảnh và cái mặt của mình nó bơ phờ, nó chơi như thế này nè. Hồi xưa mình đi đám cưới là lúc đó mình chưa có trang điểm, xong rồi mềm rã là đi đám cưới mà cái mặt chơi ra chơi chuyện đó. Nhưng mà đó là lý do để hôm nay có video này, các bạn có thể thấy không? Đây. Thì đầu tiên mình xin phép quánh cho cái đã. Tại vì chính mình cũng không chấp nhận được cái hình ảnh mà chơi chuyện của mình nó cứ chơi ra thế này. Nhìn nó thật là mất sức sống luôn á. Nhưng mà đã nói rồi, buổi sáng rất là quan trọng nên là đừng có để buổi sáng ngủ. Mình đã mất hứng. Mình đã tươi tắn trở lại rồi. Và như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái loại son mà mình sử dụng trong suốt 2 năm trời. Có nghĩa là 4 năm học đại học, 2 năm đầu tiên mình dùng cả thanh xuân chỉ để tìm được cái loại son nào đó thích hợp cho mình thôi. Và 2 năm sau mình chỉ dùng đúng cái loại đó. Hiện tại đây đã là cái thứ 5 rồi. Trước đây thì bạn mình bảo là mày chỉ cần mua một cái son xài hết rồi mua tiếp. Nhưng mình kêu như vậy thì làm gì? Cuộc sống như vậy nó không có hứng thú gì hết trơn. Tại vì mình phải thử nhiều. Nhưng mà sau một thời gian, sau khi thử quá nhiều thì mình cũng giống như bạn mình, chỉ mua đúng một cái xài hết là mua tiếp thôi. Và nó là đây. Các bạn nghĩ đây, mình xài son tới nỗi mà nó hết như thế này nè. Mọi người có thể thấy không? Không còn có gì luôn á. Thiếu điều mà nếu như cái này mà không phải là nó cứng cứng cái này mà cắt đôi ra được, chứ mà cắt ra xong mình khoét mình xài cho hết luôn á. Phí ơi là phí nè. Và đây là cái son mình mới mua. Thì đây là BBLS Velvet Lip Tint màu 25 Final Note. Mình không nhớ là tại sao mình lại biết tới cái dòng son này cũng như là cái này. Nhưng mà tới lúc mình mua về rồi thì mình chỉ xài đúng cái này thôi. Tại vì nó hợp với mình, nhu cầu hàng ngày của mình. Đó là đánh lòng môi cũng được mà đánh full môi cũng được. Màu nó lại hợp với mình, nó không quá tươi tắn. Mình thì mình lại phù hợp với những cái màu mà nó hơi rượu rượu một tí thì nó là như thế này. Mình giả vờ mình làm beauty xong rồi mình swatch cho các bạn xem. Cái này là màu chân thật của mọi người. Mình có thể thấy nó kiểu nó hơi rượu rượu một tí thì nó là cái màu môi của mình. Tùy vào cái sắc môi của các bạn mà nó có thể lên đậm hơn một tí hoặc nhạt hơn một tí. Trước đây thì mình có xài cả cái Black Rouge 02 với lại màu 16 thì phải. Màu nó cũng rất là đẹp nha, nhưng mà nó lại khiến cho môi mình bị thâm á. Lúc đầu mình nghĩ là có khi nào cho mình mua phải hàng phay không? Mình vô Guardian mua nè, rồi mình mua order trên mạng thì những cái màu mình mua của Black Rouge nó đều khiến cho môi mình bị thâm á. Khi mà mình quánh lên thì nó tươi lắm, nó đẹp là đẹp, nhưng mà lúc mà mình tẩy trang xong hoặc là mình ăn vô tình nó trôi đi mất á, thì nó sẽ bị viền, cái viền của mình á nó sẽ bị đen á các bạn. Xong mình kêu là thôi không được rồi, cái này mình phải tìm cái khác. Xong mình đi đọc hết tất cả các group review thì mình tìm được cái này, kêu là màu này cũng hợp lý thì mình mua thử thôi. Ai ngờ nó thành chân lý của mình luôn. Các bạn có thể tìm mua ở những cái store chính hãng, hoặc là mình hay mua Sky 007 ở trên Shopee. Các bạn nó có nhiều cái mã phiên ship và nhiều chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Một cây như vậy mình mua là như 150 hay 155.000 gì đó, xài được rất là lâu luôn á. Mà son hoặc là tất cả các loại mỹ phẩm nó đều có hạn sử dụng của nó đúng không? Nên là sau này để sống một cuộc sống tối giản hơn và tiết kiệm hơn thì mình chỉ xài có một cây như thế này thôi, hết thì lại một cây khác. Tại vì nếu mình mua nhiều xong rồi cái nào mình cũng mở nắp ra thì nó hết hạn sử dụng, mình cũng đâu có đánh được nữa. Như là bây giờ mình có rất là nhiều son từ thời gian trước á, lúc mà mình mua mình thử mình thử một ít, nhưng mà bây giờ mình cũng không biết để nó làm gì. Đánh mắt á thì mình cũng không đánh các bạn xem. Từ lâu rồi mình đã nói là video của mình sẽ không có dùng beauty box nữa rồi. Mình cũng không biết làm gì, mình cứ để đó mình chân, mà chắc hôm nào mình cũng sẽ dọn dẹp tại vì nó hết hạn sử dụng rồi, để nó chật chỗ lắm. Và đây là chân lý của mình đó. Một sự gợi ý tuyệt vời cho các bạn nào giống như mình nha. Màu này vừa trắng răng một chút, vừa tôn da mà quánh môi cũng được, full môi cũng hợp lý, đi đâu cũng được, ban ngày cũng được, buổi tối cũng được. Đậm nhẹ là tùy các bạn, tùy các bạn chỉnh lý thôi. Vấn đề đó là trôi hay không trôi thì mình vừa mới lau đi thì nó còn một cái base hồng như thế này nè mọi người. Nói chung là mình không có phải là beauty đâu nên là các bạn thông cảm. Tùy vào sắc môi của bạn á, thì cái lúc mà mình ăn á, nó sẽ bị trôi, cái khúc ở giữa nó còn cái viền sơ. Và cái bay của nó sẽ là màu đỏ hoặc là màu hồng, nhưng mà đa số trên môi mình nó là màu đỏ. Và đó là một điều rất là tuyệt vời luôn á. Tại vì mình mua rất là nhiều son rồi á, mua son đỏ cũng có, đỏ rượu cũng có, đỏ tươi cũng có, đỏ gì cũng có. Nhưng tới lúc ăn xong á, nó lòi ra một cái môi hồng le luôn, ghê lắm. Nên là mình đã tìm được chân lý của mình ở đây.
Và nếu như mà các bạn có một cái dòng son nào đó mà hợp lý thì cũng hãy bình luận dưới đây để chia sẻ chung với mình nha. Mình sẽ cố gắng thử những loại mới, tại vì hiện tại thì mình chưa tìm được cây nào hợp lý hơn cây này hết trơn, về cả giá cả, chất lượng, bay, màu đồ này kia. Và đây là một chiếc video ngắn ngủn như vậy thôi, chỉ là để giới thiệu dòng son yêu thích của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Bye bye mọi người.